Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là một trong những vấn đề được thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm. Ngày hội tái chế chất thải lần thứ 8 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã trở thành hoạt động ý nghĩa trong nỗ lực chung của chính quyền và người dân trong việc giảm các chất thải có hại ra môi trường. Ngày hội với chủ đề khuyến khích thực hành tiết kiệm tiêu thụ năng lượng, tái sử dụng và tái chế chất thải để bảo vệ môi trường đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên và người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều gian hàng thu gom chất thải rắn, thu gom chai PET, thu gom chất thải nguy hại, đổi quà có tác dụng thiết thực trong việc hạn chế chất thải nguy hại ra môi trường. Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trong từng hộ gia đình cũng đã giúp người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường ngay từ gia đình. Phân loại rác đó là cái chất thải mà khó phân hủy á, giống như sữa, rau xanh tôi bỏ lên sân thượng để mà trồng cây, cái thứ ba bao lông bỏ riêng bằng bên đó, rồi thu gom lại để mà giao cho vận chuyển rác người ta đi xử lý. Không chỉ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, năm nay ngày hội tái chế chất thải còn có nội dung hướng dẫn người dân cách nhận biết, cách thu gom và phân loại chất thải nguy hại như pin, ắc quy, bóng đèn cũ, bình đựng hóa chất, pin máy laptop, đồng thời giới thiệu các mô hình tái chế thu gom chất thải. Mình sử dụng mấy cục pin, cục sạc, đồ xài nữa thì mình tái chế ra sử dụng cái khác được, góp phần cho môi trường sạch hơn. Đối với những rác thải mà không gây hại á, thì mình bỏ xuống dưới rác. Còn nói như mà những rác thải mà nguy hại thì mình bỏ vào một cái túi, mình phân loại nó ra, bỏ vào một cái túi riêng để mà mình góp phần bảo vệ môi trường thôi. Trong chương trình hành động về bảo vệ môi trường, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 80% người dân áp dụng phân loại chất thải rắn tại nguồn. Để mục tiêu này trở thành hiện thực, thì việc người dân, các cơ sở sản xuất nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải là rất cần thiết. Qua cái ngày hội này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái đã tạo được một cái sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong cái việc thực hiện các cái ý thức về bảo vệ môi trường. Và trong xuyên suốt trong cái thời gian 8 cái ngày hội, 8 cái đợt hội như thế này á, thì chúng tôi đã thấy được cái doanh nghiệp đã tham gia rất là tích cực. Qua 8 năm thực hiện, ngày hội tái chế chất thải đã trở thành hoạt động tích cực đến nhận thức của người dân cũng như các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường qua việc phân loại chất thải phù hợp.